chứ có mẹ mò qua mò con nè. Cái thằng ấy rồi đó. Dạ. Này, sao lúc cái chị này nha, chị một chị nhỏ vô. Cái này chính đời nó một chị ra. Ừ, nhỏ. Cái bị to má là chị to không quá. Ừ, ủa lẽ. Ủa, lẽ nằm bao rồi.
Hãy subscribe cho kênh Tuan.